xin trong ngày về quá xa xăm bao năm dày phóng như thế này phải không anh ngày xưa ta xin À xin kính chào quý vị, à clip ngày hôm nay à em sẽ thanh lý cho quý vị một cặp loa à Delong SC700 Granada. À đây là một cặp loa cũng à, rất là chất nhưng mà nói chung là về hàng về nó không được ưng ý lắm Em sẽ thanh lý cho quý vị Bình thường những cái cặp này thì nó có giá trên 5 triệu đến 6 triệu đồng trên thị trường Đó, Và những cặp trước đây em bán nó cũng vậy Đều tầm 5 triệu, 8, 6 triệu tùy theo Nói chung là cặp nào rẻ nhất thì nó cũng phải tầm 5 triệu 2 à, Cặp này thì em sẽ thanh lý cho quý vị giá rất rẻ So với cả giá tất cả từ trước đến giờ Giá xả lỗ luôn Bởi vì nói chung là hàng em không được ưng ý lắm Em sẽ xả thanh lý luôn À, đầu tiên thì giới thiệu sơ qua để quý vị biết đây là cái cặp này nó cặp uh, sc700 Granada đây nó sẽ ghi ở cái tem nhôm ở trên này cấp nhé họ tem nhôm à, thiết kế cái mặt à, nó dạng như kiểu à, giấy à, họ ghép ấy. nó như kiểu những cái loa tan noi cao cấp ấy à, con này thì à, cấu hình của nó là một bát 18 cm bác nhá một một bát 18 cm màng là màng dạng như kiểu sợi carbon đấy gân thì là gân gân vải cái gân này thì anh nhật anh ấy thay thì nó không được đẹp lắm bác nhá không không được đẹp lắm đó cái keo của nó nó không được trau chuốt như những cái cặp loa mà tại việt nam mình em em người ta thay gân ở đây là dân nhật người ta thay gân cho nên là nó không được đẹp lắm đó rối rồi nó rốn vải một con chép dom boron độc quyền của đài loan Các nhá xung quanh này nó có những cái đường viền vàng khá là đẹp ở trong kia cũng có viền vàng lưới sắt bảo vệ đó. ở đây là chiếc bên này đó, và cái tuyến loa chiếc bên này à, chiếc bên này thì cái rốn của nó hơi bị lõm một chút xíu uh, các bác nhé cũng không ảnh hưởng gì đó, tem uh, tem nhôm này tem nhôm này đó, tem nhôm rất đẹp luôn nhá uh, cọc loa đều là cọc nhôm hết nhá cọc nhôm mạ vàng kể cả kiềng loa bát và kiềng loa chép thì nó đều là kiềng kiềng đúc kiềng gang đúc các nhá Đấy, và nó phủ một đường viền mạ vàng xung quanh đây đó, đây là con con chép này. Đó, cái con chép này thì nó hơi bị trắng trắng cái cái vết vết ở ở trong kia. Đó, các bác nhìn nhé, Nó như kiểu lâu ngày rồi nó bị à, gọi là cũ theo thời gian với thời gian. Đó. À, con này thì có chiều rộng là 20 27, chiều sâu là 29 và chiều cao nó là 46. À, cân nặng của nó thì tầm 13 kg một chiếc các nhá, đầy đủ lưới căng. Đó, đầy đủ lưới căng. Đây. Cái căng logo các thứ đầy đủ nhá đó bây giờ thì em sẽ thông báo cho quý vị vì sao em lại thanh lý cái con này đó đây đây nhá tất cả đều rất đẹp nhá chỉ có mỗi duy nhất là cái đoạn như này à, cái phần má này là bên nhật họ đã họ đã bị khuyết mất một cái miếng đề can cho nên họ dán một cái miếng một cái vân đề can cũng khá là giống ở đây đó nhưng mà nó không được đẹp lắm Em sẽ thanh lý cho quý vị Đó chỉ uh, duy nhất như vậy thôi Và phần đằng sau Thì anh Nhật Anh cũng có một chút xíu nữa Là cái phần tần Anh ấy uh, uh, Đã độ tụ rồi Đã độ tụ rồi Đó, Đây là phần nóc nhé Em quay từng Từng chi tiết Từng cái một cho quý vị biết Đó Đây là phần nóc nhé Rất đẹp luôn Đó, Đây là phần đằng sau Đó Đây Phần đằng sau Đó, Quay cả Trên xuống dưới cho quý vị Nhất Đó tổng thể thì còn rất đẹp trong này củ rất là to nhá các bác nhá Trong củ uh, rất là khủng luôn đó củ bát của nó là 100 w đó củ uh, củ từ kép và bọc chống nhiễu nhá đó và con uh, chép đây đó anh nhật anh ý lối thêm uh, cái đoạn dây để cho dài cái phân tần này ra cái dây dây từ lối kết nối từ cọc loa và đây là cái bộ phân tần mà anh nhật anh ý chế cháo anh ý thay độ luôn cái cái bộ phận uh, phân tần rồi nhá có nghĩa là những cái cũ là anh ý bỏ đi rồi đó anh ý độ luôn cái bộ phân tần mới vào đây tụ tị cũng khá là ngon đây đó à, các bác nhá đó. quay chi tiết và báo cụ thể cho anh em đó hàng thì có sao nào thế thực ra thì là em uh, 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 tháo cái củ ra À, để xem cái củ thì nhìn thấy cái phần tần này nó nó bị lai như này, nó bị độ rồi. Anh Nhật anh độ rồi, cho nên em em mới phải tháo cả hai cái ra như này để quay cho quý vị biết được à cái cặp này nó anh Nhật anh đã độ tụ rồi. đó, cho nên là sẽ thanh lý cho quý vị nhé. đây, hai bên đều đều như nhau nhá, đó, hai bên đều như nhau. đó, họ họ độ lại tụ mấy cả cuộn à, cảm các thứ nhá, đó, còn đâu thì là đều ở đây là phần ruột của cái con con thứ hai này đó 100 w nhé đó Còn chép của nó cũng hơn 100 w rất dã man luôn ra ngoài thiết kế rất là nặng nhá thùng chắc con này thì tiếng thì rất là hay rồi đấy nhưng mà cặp này thì hôm nay nam khánh sẽ thanh lý cho quý vị giá chỉ có 3 triệu năm trăm nghìn đồng các bác nhá đó đời lông sc 700 công suất là 200 w và trở kháng là 6 ôm con này thì nó có số series của nó là một một 1696. Đó, em uh, quay tiếp cả hai, hai chiếc cho quý vị nhìn này. Đó, con này nó ngược rồi. Đấy, 1696 nhá các bác nhá. Trùng series nhá. Đó, trùng series luôn. Đó, hai cái uh, uh, cặp này thì hàng về đấy nói chung là tình trạng còn khá đẹp uh, về phần góc cạnh, thế chỉ có uh, anh Nhật là anh ấy độ cái bộ phận phần đàn rồi Đó, thành lý cho quý vị uh, giá rẻ hơn uh, bình thường đến 2 triệu đồng. Đó. Đầy đủ lưới căng và hát tốt các nhá. Các bác có nhu cầu thì uh, liên hệ cho em qua số điện thoại 0972 451 489 uh, Xin nhắc lại với quý vị là cái cặp đời lông SC700 Granada này Thì nam uh, Khánh uh, thanh lý cho quý vị giá 3 triệu 500 nghìn đồng Thực ra cái này về thì anh em nghe thì nó nó cực hay luôn Nhưng có cái là uh, khi mà bọn em bán những cái hàng mà nó nó không được ưng mắt, nó không được ưng ý thì nó bị uh, đã là độ rồi và có một cái uh, cái vết nó bị uh, uh, đó bị bị khuyết mất một cái vết gỗ này thì họ bây giờ họ đã độ họ đã, đã đã cắt một cái miếng gỗ khác họ dán vào đây đó thì nói chung là em ngứa mắt thì em thanh lý cho quý vị 3 triệu 500 trăm nghìn đồng chưa bao gồm phí vận chuyển các nhá giá này thì chắc là không đâu rẻ hơn được nữa rồi đó anh em về thì nói chung là nghe ngon lành đó thanh lý cho quý vị luôn 3 triệu năm trăm nghìn đồng các nhá